Xin chào cả nhà. Ba phiên đầu tuần vừa qua, thị trường có một cái nhịp tra tấn nhạo tư rất là kinh khủng. Chỉ trong ba ngày mà thị trường giảm hơn 80 điểm. Và đặc biệt là trong phiên ngày hôm qua, sau khi những cái tín hiệu về thị trường rút chân, mà sau đó thị trường không rút chân mà còn bị bán ngược trong ATC, khiến tâm lý anh chị càng hoang mang. Và thị trường đóng cửa qua mốc 1193, giảm 22 điểm. Và với những cái động thái hiện tại của thị trường, thì những anh chị em nào đang cầm cổ phiếu, cần phải làm gì? Và đối với những anh chị đang cầm tiền liệu mình có quay trở lại mua vượt, mua được với thị trường chưa thì trong video ngày hôm nay em sẽ đi phân tích cho mọi người ha và lần đầu tiên cho em xin gửi một cái lời chào cũng như là một lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh chị mình đang xem video ngày hôm nay từ ngày hôm qua mình cũng ngồi mình xem lại thị trường và xem lại tổng quan để mà đưa ra cho anh chị những cái chiến lược cho nó phù hợp vì em thấy thị trường hiện tại nó mang cái tính chất là tâm lý rất là nhiều khi thị trường có một cái phiên rút chân và sau đó nó đè ngược lại thì sau đó anh chị sẽ có một cái cảm giác giống như là tổ chức họ cứ anh chị một phát rồi họ lại dán cái băng keo cá nhân lên rồi sau đó họ gỡ ra họ lại cứ anh chị thêm một khác một phát nữa thì với những cái trạng thái này á, thì anh chị cần phải đánh giá cho nó tổng quan một tí ha với những cái mã mà nó tác động chính với thị trường là những cái mã cổ phiếu ví dụ như là BID này CTG này GVR này VIX VPBank MBBank Vinhom Vietcombank là những cái mã mà chiếm một cái vốn hóa lớn và nó đè về thị trường ngoài ra anh chị thấy là midcap hầu như là giảm rất là kinh HAG Đức Xanh DIG vân vân và vân vân còn chiều hướng của nước ngoài á, ngày hôm qua họ bán khoảng gần 1 nghìn tỷ ha. Trong đó là có SHB, Masan, Vinhome, Vix, một vài mã cổ phiếu khác. Còn ngày hôm qua thì có Chemadep nè, ngược dòng thị trường tăng gần 3%, tôi nói khá là ok. Còn với cái số liệu của tự doanh, thì ngày hôm qua họ, đó đó giá trị họ bán khoảng 30 tỷ thôi. Trong đó là họ mua rồng với cái chứng chỉ quỹ nè, bán ra với Vix nè, Techcombank, VBBank, FPT, ACB, rồi mua vào STB. Nhìn chung những cái số liệu này á, chúng ta chỉ mang cái tính chất là tham khảo vì đôi khi những gì chúng ta thấy là tổ chức đang muốn chúng ta thấy ha đó là anh chị cũng đừng quá lo lắng là ờ à, nước ngoài nó bán mạnh như thế này thì thị trường của chúng ta nó sẽ đau trên vì anh chị hãy nhớ là giúp em cái giai đoạn năm 2020 2021 á nước ngoài nó bán từ đáy lên đến đỉnh luôn mà thị trường từ 600 mấy từ 800 mấy mà lên bao nhiêu ạ à, lên 1.000 năm nên những cái này chỉ là một trong những cái số liệu để mà chúng ta tham khảo sơ qua và với những cái trạng thái mà thị trường giảm mạnh như thế này thì em cùng với anh chị đi xem những cái thông tin bên khu vực của thế giới coi hiện tại liệu có những cái sự căng thẳng về chính trị căng thẳng về chiến tranh hay không thì anh chị thấy là những cái thị trường như là Hàn Quốc à, như là Trung Quốc nè à, Hồng Kông nè vẫn đang đóng một cái mở phiên vẫn đang xanh tương đối rất là ok hay là bên khu vực của Châu Mỹ thì ngày hôm qua thì Dow Jones giảm nhẹ 45 điểm ba phiên gần nhất là biên độ của Dow Jones tương đối khá là hẹp rồi bên Châu Âu cũng vậy Đấy, nhìn chung thì các chỉ số chính trên thế giới á, nó không phải là một trong những cái sự kiện mà à, các thị trường tài chính nó đều giảm đâu anh chị em mà em nghĩ là với cái phiên mà thị trường Việt Nam mà nó giảm mạnh như thế này á, thì nó liên quan đến nội tại của nền kinh tế rất là nhiều và anh chị thấy khi mà thị trường chung của chúng ta giảm á, có rất là nhiều những cái thông tin nào là tỷ giá đúng không ạ à? tỷ giá hiện tại là đang giao dịch ở cái mức là 25.400 25.400 tương đối rất là cao đấy thì với những cái thông tin đó em nghĩ nó đang tác động với thị trường còn một số cái thông tin khác thì tất cả những gì anh chị đang biết á, đang đi tìm hiểu á, thì em nghĩ là thị trường nó đã phản ứng rồi nên nó anh chị mình hạn chế đọc những cái thông tin mà anh chị cần phải coi thị trường trong tuần sau nó sẽ trả lời như thế nào một số cái thị trường như là bitcoin thì nó đang vẫn giữ quanh những cái vùng 62 quanh những cái vùng hỗ trợ đó quanh những cái vùng hỗ trợ mà chưa có những cái uh, chưa có những cái giai đoạn thùng hỗ trợ thì nó đang đi ngang thôi nhưng mà anh chị thấy trong những cái vùng biên đi ngang á, nó cũng có những cái pha giảm đó 14% này đó mà là nó cũng giảm ở đó khoảng như 16 phần trăm là bình thường hay là anh chị nhìn về cái chỉ số DSI đi hiện tại là cái chỉ số DSI đang giảm quanh cái mốc là 105.8 đúng không mà đấy và nếu như mà cái chỉ số DSI nó giảm á, thì cái tỷ giá nó sẽ bớt căng thẳng hơn rất là nhiều về những cái câu chuyện về tỷ giá thì sau khi mà ngân hàng nhà nước phát hành tín phiếu nhưng mà vẫn chưa làm hạ nhiệt được cái cân sốt về tỷ giá thì có thể sắp tới sẽ có một cái nghiệp vụ kế tiếp đó là bán dự trữ ngoại hối là bán đô la ra để mà cân bằng lại về cái quy luật là cung cầu sau khi mà bán đô la không được thì mới bắt đầu bước vào cái giai đoạn là tăng lãi suất còn hiện tại chị thấy là một số ngân hàng họ tăng về cái lãi suất huy động á tức là tăng về cái lãi suất uh, gửi tiết kiệm á ví dụ hồi xưa anh chị gửi một năm được 5% thì bây giờ anh chị gửi một năm được đó đó khoảng bao nhiêu ạ à? 5.5% chẳng hạn thì cái con số tăng á em cũng có tham khảo một số khách hàng đang làm ngân hàng á thì những anh chị nói là nó không quá quá căng thẳng đâu em vì nó tăng ít còn hồi xưa cái lãi suất tiết kiệm đầu năm 2022 á khi mà diễn ra những cái sự kiện của SCB á, lên những cái mốc là 10, 12% một năm lần đó mới chính là những cái mức cao còn hiện tại nó chỉ xây dịch ở đó khoảng 0.1 đến 0.3 thôi tùy vào kỳ hạn nên là những cái câu chuyện đó thì anh chị cũng đừng có quá lo lắng, đừng có quá hoang loạn rồi ok bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích rằng khi nào thị trường chung có dấu hiệu tạo đáy rồi bây giờ em và anh chị sẽ cùng nhau nói về thị trường chung một tí ha anh chị thấy là thị trường của chúng ta trong 3 ngày mà nó giảm ở đó khoảng 80 điểm nữa mà Giảm rất là nhanh và không cho anh chị một cái nhịp thở nào cả Và với những cái trạng thái như thế này Khi mà thị trường mở biên 60 điểm ở đây nè Rất là lâu rồi mới thấy một cái phiên giảm 60 điểm Em nhớ lần gần nhất là đâu đây? Giảm dạ, bao nhiêu? 38 điểm à Lần gần nhất là thị trường nó đó, đó cái phiên đây nè 46 điểm giảm 4% là những cái giai đoạn thị trường tạo đáy giảm sâu một cái là bắt đầu cân bằng và đi lên hay là cái giai đoạn tháng 8 năm tháng 8 năm 2023 thị trường cũng giảm 55 điểm và sau đó gì cân bằng và đi lên à, rất là hiếm những cái phiên mà thị trường giảm ở đó khoảng trên 4% đấy và trong cái phiên ngày hôm thứ hai á, thì thị trường Việt Nam là một trong những cái thị trường mà giảm mạnh nhất thế giới đúng không mà mạnh nhất khu vực của châu Á thì đấy em đánh giá là do cái nền kinh tế của mình đang có những cái vấn đề à, có thể là thay đổi thay đổi một số cái yếu tố bên trong thì mới ảnh hưởng riêng về cái nền kinh tế riêng cái thị trường chứng khoán Việt Nam còn những cái thị trường như là Mỹ hay là những cái thị trường bên châu Á anh chị thấy là nó vẫn đang duy trì một cái mặt bằng uh, giao dịch ở những cái mức giá xanh không phải là những cái phiên bị bán tháo cục bộ và bây giờ mình xem coi hiện tại thị trường đang nói cho nhà đầu tư nghe những cái vấn đề gì thứ nhất trong cái phiên ngày hôm thứ hai á, thị trường của chúng ta mở biên bị bán tháo sau khi thị trường mở biên bán tháo rất nhiều những cái cổ phiếu nó lăn sàn ví dụ dầu khí có BVD đúng không mà sau đó nó có một cái phiên phục hồi ngược lên tăng đó, đó khoảng 0.8 thôi. BVS cũng như vậy, giảm sàn qua ngày hôm sau bật ngược lên tăng 2.6%, hay là những cổ phiếu TNG cũng như vậy nè, những cái phiên mở biên giảm sàn qua ngày hôm sau bật ngược lên đang cân bằng. Rồi sau cái phiên ngày hôm thứ hai, thứ ba thị trường có một cái quả rút chân. Nó giảm 22 điểm mà sau đó rút chân ngược lên trở lại. Và với cái phiên rút chân này nó có rất nhiều cái hay. Đúng mà Sau khi rút chân thì ai cũng nghĩ rằng là à thị trường này nó sẽ phục hồi mạnh nhưng mà không. À, tổ chức nó đánh ngược với lại tâm lý anh chị em. Đấy nó đánh ngược với lại tâm lý của phần lớn năm đông là gì nó quay lại nó đè đúng nó test đúng về những cái vùng đáy cũ nè nó test đúng về cái vùng đáy thấp nhất của cái phiên ngày hôm thứ ba là quanh 1192 nó quay về test giảm ở đó khoảng 22 điểm nó làm cho anh chị rất là hoang mang rất là lo lắng thì đầu tiên anh chị phải kể giúp em là hiện tại thị trường đang ở đâu về một cái xuống tăng ngắn hạn á khi mà anh chị kể những cái đáy này ra nè thì thị trường của chúng ta nó đã gãy cái xu hướng tăng ngắn hạn trong ngắn hạn thì với những cái xuống tăng ngắn hạn này mà nó bị phá qua thì thị trường phải cần thời gian để mà hấp thụ lại để làm gì để mà cân bằng và quay về test về những cái vùng phía trên với một cái lực bán tháo như thế này thì không thể nào mà ngày một ngày hai mà thị trường nó 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 kéo ngay đâu anh chị mà nó phải cần thời gian cân bằng ha nên là anh chị phải xác định là thị trường này nó sẽ tốn khá khá thời gian đấy vẫn làm cho anh chị mình cũng mất kiên nhẫn tôi nói khá là nhiều cái thứ hai á anh chị kể giúp em về những cái kênh giá những cái kênh giá nó rất là quan trọng nha em lấy ví dụ anh chị đây là những cái vùng kênh giá của thị trường trong năm hai 23 Cái kênh giá nó là gì vậy em? Kênh giá là một trong những cái vùng biên mà thị trường nó nó đi giao dịch trong cái vùng biên đó. Ví dụ khi thị trường lên những cái vùng biên trên nè, xuất hiện những cái điểm bán tháo thì thị trường quay về những cái vùng biên dưới. Mà khi nó quay về những cái vùng biên dưới ấy, thì cái xác suất mà nó phục hồi ngược lên lại những cái vùng biên trên là rất là cao. Đúng không ạ? Đây là lần một quay về biên dưới và sau đó phục hồi lên biên trên và lần hai cũng quay về biên trên nè, sau đó bị bán xuống một cây chứng tỏ tổ chức họ phủ định họ không muốn kéo thì cổ phiếu nó lại là là thị trường chung nó lại là là quay về những cái vùng biên dưới và sau khi quay lại những cái vùng biên dưới thì nó lại nó lại từ 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 chậm rãi lên những cái vùng biên trên đó nó cứ đi như thế đi trong một cái vùng biên vậy hiện tại thị trường của chúng ta anh chị sẽ đặt câu hỏi cho em là, em ơi thị trường nó đã quay về những cái vùng biên dưới chưa thì bây giờ anh chị hình dung nè mình sẽ kể một cái trend line ra ha đây em sẽ xóa bên đây mọi người kể ra một cái trend line thì anh chị sẽ thấy là thị trường khi mà nó lên những cái vùng biên trên quanh những cái mốc một nghìn hai trăm chín mươi lên trên này mà không break được không bứt phá được thị trường xuất hiện những cái điểm bán rất là kinh khủng một cái điểm bán 60 điểm đó là một trong những cái phiên bán tháo cục bộ ha rất nhiều những cái cổ phiếu giảm giảm sàn rất nhiều những cái cổ phiếu mid cap trụ ngân hàng đều bán tháo và với những cái phiên bán tháo đó nó kích hoạt một cái lực bán và khiến thị trường giảm một phát một thôi bay 60 điểm và trong phiên ngày thứ hai thứ ba thị trường bay thêm 20 điểm nữa tức là trong 3 ngày thị trường giảm 80 điểm và khi mà thị trường nó giảm nhanh và khốc liệt như thế nó không cho anh chị cơ hội để mà mình xử lý danh mục nhưng mà mọi người yên tâm khi thị trường nó đã quay về cận những cái vùng hỗ trợ nè cận về những cái vùng biên dưới ấy, thì cái xác suất để mà thị trường của chúng ta nó đảo chiều nó phục hồi ngược lên lại ấy, em đánh giá nó sẽ cao hơn so với cái việc là thị trường này nó cứ cắm đầu nó nó rơi và có một cái là tâm lý anh chị mình đang bị mất bình tĩnh vì sao vì anh thấy anh chị thấy là thị trường nó giảm một cây ok không không sao nhưng thị trường nó nhúng theo một cây số 2 anh chị bắt đầu gì mình bắt đầu mình sợ rồi mình sợ mình kêu thôi nghỉ chơi không đầu tư nữa rút tiền hả đó và những cái lúc mà anh chị em mình tâm lý thì thứ nhất anh chị cần phải bình tĩnh vì sao vậy anh chị? Vì anh chị phải coi về cái trendline, cái kênh xu hướng giống như những cái giai đoạn tháng 9 thị trường của chúng ta nó rơi nè, nó rơi về đâu? Nó rơi về đúng về những cái đường trendline, những cái trend xuống dưới này, cái biên dưới này thì thị trường sẽ có những cái vùng phản ứng, có những giai đoạn để mà phục hồi ngược lên trở lại. Và nếu thị trường của chúng ta nó tiếp tục rơi đi thì anh chị có thể gì? Xử lý ở những cái nhịp này, xử lý ở những cái nhịp phục hồi. Còn hiện tại đối với những cái trạng thái mà thị trường nó đè nén cảm xúc như thế này thì những anh chị nào mà mình căng mà xin á vì căng tài khoản quá hay là anh chị cầm tỷ trọng cao quá, anh chị lo lắng quá thì trước mắt anh chị hạ ra một phần để làm gì để anh chị mình an tâm. Vì khi anh chị mình không an tâm á, cái cảm xúc nó sẽ bớt nghẹn đến cái lý trí mà đôi lúc anh chị mình sợ quá, anh chị clear dinh mục quá, anh chị bán hết thì đó lại là những cái lúc mà thị trường rất dễ tạo đáy để mà đi lên. Và khi mà thị trường nó đã quay về những cái vùng bên dưới này nè. Quay về những cái vùng biên dưới thì chúng ta chờ đợi cái sự phục hồi của thị trường trong phiên ngày thứ sáu và phiên ngày thứ hai tuần sau. Vì ngày hôm nay là chúng ta nghỉ quốc lễ đúng mà đây là thị trường không giao dịch nhưng mà em thấy cũng hay vì khi mà thị trường chúng ta nghỉ một phiên á, tâm lý anh chị bắt đầu cân bằng và khi tâm lý anh chị cân bằng thì anh chị sẽ đỡ một cái trạng thái là gì lo lắng và bán tháo hơn. Và em lấy cho anh chị giai đoạn thị trường ở đó khoảng tháng 8 này xuất hiện một cái phiên bán 45 điểm và sau đó thị trường đè thêm một phiên 30 điểm là nó chẳng khác gì đoạn hiện tại đâu. hiện tại thị trường giảm hơn 80 điểm đúng không? Thì trong 2 ngày đó thị trường giảm đó bao nhiêu? 84 điểm anh chị. 2-3 ngày thôi. Một tuần nó giảm 84 điểm vào tháng 8 với những sự kiện về Evergrande nữa mà bên Trung Quốc những cái sự kiện thiên a đen nó tác động trực tiếp với thị trường chung và thị trường của chúng ta giảm ở đó khoảng 80 điểm nhưng sau đó thị trường lại cân bằng phục hồi đi lên vậy làm thế nào để bà biết được à thị trường nó không giảm nữa và thị trường nó cân bằng à em thì anh chị phải coi giúp em á những cái phiên sắp tới á, cái thanh khoản của thị trường nó như thế nào ví dụ là hiện tại thị trường nó giống như cái phiên ngày 23 tháng 8 nó đè thấp nhất phiên nhưng sau đó một phiên hai phiên ba phiên bốn phiên thị trường mất bốn phiên để mà cân bằng ở đây nè đó và sau đó có những cái điểm xác nhận thì thị trường của chúng ta chính thức tạo đáy để mà đi lên tất cả những nhịp tạo đấy bắt buộc phải đến từ những cái vùng kiệt khối lượng hay là những cái nhịp rơi này của thị trường rơi 200 điểm xuống dưới đó mà cũng có những cái cây ép nhà tư nè ngày 19 tháng 7 giảm 55 điểm ép nhà tư mở một cái gấp đau anh chị không chịu nổi và anh chị gì bán hết và sau đó qua ngày hôm sau thị trường tăng cho 30 điểm mà mọi người nhìn cái thanh khoản giúp em nha thanh khoản nó càng thấp là càng tốt nó thể hiện là nhà tư bây giờ mình rời bỏ thị trường và cái nguồn cung nó không nhiều thì rất dễ có những cái pha phục hồi ở đằng sau quá khứ nhiều lắm anh chị em hay là những cái phiên thị trường giảm như thế này nè đấy nó cũng đọc rất là kinh một cái biên nhỏ hơn 80 điểm mà đó khoảng tháng tư đó mà nhưng mà khi thị trường phục hồi ấy, lúc nào cũng phải bắt đầu từ những cái vùng gì những vùng thanh khoản thấp đi lên này, những giai đoạn này cũng vậy thị trường nó cưới nhà tư nó cưới cho hai ba phiên nó chẳng khác gì giai đoạn hiện tại đâu và mấy anh chị nè những cái nhịp điều chỉnh của thị trường á những cái nhịp giảm sâu á trời nó làm cho anh chị mình gọi là mất ăn mất ngủ đó đó mới là cái mà tổ chức muốn anh chị và anh anh chị phải trải qua những cái phiên như thế này thì sao thì anh chị mới có một cái tâm lý cứng chứ nhiều khi anh chị thấy thị trường nó giảm năm 10 điểm á anh chị còn lo lắng thì với những cái phiên sau này thị trường nó dây tê không đi nó giảm 30 điểm 40 điểm một phiên mà anh chị không cứng tâm lý thì đôi khi là anh chị mình mình bất là rất là dễ hoảng loạn nên là những cái giai đoạn thị trường giảm từ 900 quay về những cái vùng đó khoảng 836 này giảm 70 điểm này thì sau những cái phiên ép bán này á nó cũng sẽ có những cái quả phục hồi đấy tức là những cái giai đoạn mà thị trường nó em thấy là đám đông bây giờ mình rất là sợ rồi những giai đoạn này, này nó đè cho nó khoảng 43 điểm mà rất là sợ rồi Thì thường sau đó sẽ gắn liền với những cái nhịp phục hồi Lúc nào cũng vậy anh chị em Nè sau khi mở biên này gắn liền với những cái nhịp phục hồi đủ lớn Đúng không ạ à? Và hiện tại thị trường này, này, Mở biên này gắn liền với những cái nhịp phục hồi Và hiện tại thị trường của chúng ta chưa có những nhịp phục hồi nào Cái này không phải là cái phục hồi Vì sao vậy Vì nó không đóng không đóng mạnh nó không kéo dẫn thuật lên mà nó mang cái tính chất là gì là nó kéo nhẹ lên và qua ngày hôm sau nó giảm tiếp tức là trong 3 phiên vừa rồi thị trường không có cái nhịp nào gọi là nhịp hồi, 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 phục kỹ thuật thì chúng ta sẽ chờ một cái nhịp hồi phục của kỹ thuật của thị trường trong phiên ngày thứ sáu và phiên ngày thứ hai để nó quay lên trên đây nè nó test về những cái vùng trên đây và anh chị phải đánh giá lại cái xung lực nha nó sẽ có hai kịch bản nè em phân tích cho anh chị ba kịch bản ba cái kịch bản mà nó có khả năng xảy ra cao nhất ví dụ nha ở trong cái vùng này mà phiên ngày thứ sáu thứ hai thị trường của chúng ta nó không giảm nữa đi kịch bản đầu tiên nè, nó không giảm nữa, kịch bản 1. Kịch bản 1 ha, không giảm nữa và bắt đầu cân bằng. Cân bằng volume thấp. Không giảm nữa cân bằng volume thấp ở những cái vùng này nha. Đấy, nó đi ngang trong những cái vùng 1190 nè, cân bằng volume thấp ở đây thì nó sẽ có những cái điểm xác nhận nó sẽ có những cái điểm xác nhận sau kiệt vol thì anh chị biết là à, đây là cái cú rũ của thị trường và rất nhiều những cái cổ phiếu lúc này <laughs> nó sẽ thay phiên nhau nó đi lên rồi kịch bản này là kịch bản số 1 kịch bản số 2 là gì kịch bản số 2 nếu thị trường trong phi phiên như các phiên như kế tiếp đi là phiên ngày thứ sáu và phiên ngày thứ hai á các phiên giao dịch kế tiếp kịch bản số 2 này các phiên giao dịch kế tiếp thị trường có những cái nhịp phục hồi mạnh ngược lên thị trường này mà phục hồi mạnh ngược lên này thì khi mà thị trường phục hồi mạnh ngược lên á với những cái nguồn cung như thế này thì kiểu gì nó cũng phải có những cái pha test đáy nó sẽ phục hồi lên như này rồi những cái nhịp mà nó test lại này chúng ta sẽ đánh giá lại à cái nguồn cung nó đã bị triệt tiêu hay chưa và nếu như anh chị mình đang kịp cổ phiếu anh chị bị tâm lý anh chị bị căng á thì khi mà thị trường phục hồi mạnh lên à phiên ngày thứ sáu hoặc phiên ngày thứ hai đó là những cái nhịp để anh chị gì anh chị mình hạ bớt cổ phiếu ha rồi sau khi mà nó test lại đây nè mà nó có những cái dấu hiệu cân bằng á có những cái điểm xác nhận thì anh chị cover lại cái lượng hàng đấy các phiên nhịp kế tiếp thị trường phục hồi mạnh lên cái kịch bản số 2 ha thị trường các phiên ngày thứ sáu thứ hai thị trường kéo mạnh lên nè à, thì anh chị là đang bị tâm lý á, anh chị hạ ra trong cái phiên cái phiên phục hồi đó và khi nó test lại nó xác nhận đó sẽ là những cái điểm để anh chị mình gì những cái điểm để anh chị mình cover lại rồi kịch bản số 3 kịch bản số 3 là thị trường bước vào quá trình đau nha cái kịch bản này thì em cũng không mong muốn nó xảy ra nhưng mà em cũng lên để cho anh chị hình dung nếu thị trường của chúng ta bước vào cái quá trình đau á không bao giờ mà nó rơi một cái vù mà từ đó đó khoảng một nghìn ba mà cắm đầu về một nghìn đâu anh chị em nó sẽ có những cái nhịp phục hồi những cái nhịp hồi phục kỹ thuật để làm gì những cái nhịp đó để nó lấy một cái đà sau đó nó mới bắt đầu nó rơi tiếp tục nó rơi tiếp ví dụ trong phiên ngày thứ sáu thứ hai thị trường nó kéo ngược lên nhưng anh chị thấy là cái lực bán tháo nó vẫn lớn và nó trào ra nó xuất hiện một cái nhịp rơi mới đây nè thì sao à thị trường sẽ bước vào những giai đoạn như là tháng 9 nó sẽ bước như những giai đoạn vào tháng 9 thì lúc đó anh chị xác định là anh chị thu quân anh chị cầm tiền anh chị chờ đến khi nào thị trường nó cân bằng nó có những dấu hiệu có những cái dấu hiệu về uh, ép bán cuối cùng con mà xin vọt xeo á uh, đó mới là những cái lúc mà làm lại cái bán mới kịch bản số 3 là thị trường đau trên thì nói chung á uh, em thiên hướng là thì cái kịch bản số 2 này cái xác suất nó sẽ ra cao hơn là các phiên giao kế tiếp thị trường sẽ có những cái pha phục hồi mạnh lên và sau đó nó test lại rồi cái xác suất mà nó ít hơn một tí đó là uh, kịch bản số 1 thị trường không giảm nữa cân bằng volume thấp và có những cái điểm xác nhận còn cái kịch bản số 3 thị trường đau trên á uh, để mà thị trường của chúng ta đau trên là những cái vùng này á uh, thì anh chị phải để ý nè uh, những cổ phiếu dẫn dắt đó là những cổ phiếu ngân hàng nó phải bắt đầu kết thúc một cái chu kỳ em lấy ví dụ anh chị nha trong cái ngành này thì nó lại có một cái sự phân hóa như thế này ví dụ liên việt boss băng này nó vẫn tăng 3.3 phần trăm nhưng mà những cổ phiếu khác CTG này giảm 4 phần trăm MB băng này giảm 3.3 phần trăm này rồi SHB này giảm 3.5 phần trăm nó gọi là một cái sự phân hóa Tuy nhiên phần lớn là những cái cổ phiếu ngân hàng đó, em thấy nó đang giữ trận ví dụ mà bài băng anh chị thấy nó quay về nó test cái đáy cũ nè lanh quanh ở những cái vùng này lanh, lanh quanh ở những cái vùng hỗ trợ nó giống như là cái đồ thị của bitcoin á, quay về bên dưới nè lên bên trên lên bên trên xong quay về những cái vùng bên dưới hay là những cổ phiếu ctg cũng như vậy nè đấy nó quay về những cái vùng hỗ trợ nhiều anh chị nói là em ơi ctg nó có bị thủng cái hỗ trợ chưa thì anh chị dùng cái hỗ trợ nó là một cái vùng chứ không phải là một điểm thì hiện tại nó đang quay về những cái vùng hỗ trợ tức là đây là một trong những cái vùng cầu tiềm năng nè một trong những cái vùng cầu tiềm năng thì rất dễ có những cái lực bắt đáy vào rất dễ có những cái dòng tiền từ tổ chức họ mua cái nè thì họ vẫn còn kịp tiền hôm nay mà họ sẽ vào để mà đỡ và khi ngân hàng đỡ lên thị trường chúng ta sẽ kéo về chỉ số tương đối rất là nhiều hay là những cổ phiếu uh, lấy ví dụ chị OCB đi thị trường giảm bao nhiêu thị trường giảm đó hai mươi mấy điểm mà nó vẫn tăng 0.7 phần trăm tức là đây là một trong những cái vùng giá vốn của tổ chức á. này là anh chị thấy những cái điểm dòng tiền vào này. một trong những cái vùng giá vốn của tổ chức thì họ phải đỡ lại thôi họ phải đỡ chứ không phải nào mà để mà cổ phiếu nó rơi nó nó rơi bịch cung nhâm sàn đó anh chị em vì đó là những cái cổ phiếu ngân hàng mà rất nhiều những cái tay to rất nhiều những cái khó ngoài họ cầm những cái cổ phiếu này thì không thể nào mà có những cái tình trạng mà nó đánh gọi là đánh đầu cơ đánh sốc được Techcombank công băng cũng như vậy quay về test những cái đường trung bình 25 phiên khối lượng rất là bé giảm chỉ có 1.4 phần trăm trong cái bối cảnh là thị trường giảm bao nhiêu giảm 22 23 điểm tức là anh chị thấy một cái vấn đề hiện tại thị trường nó mang cái tính chất thiên về cái tâm lý nhiều hơn, tức là cái tâm lý phản loại nhiều, nên là rất nhiều những cái cổ phiếu nó bị bán mà đặc biệt là cái volume nó không có. Em lấy ví dụ anh chị cổ phiếu hoa sen đi, giảm 3.6% nhưng mà cái volume gần như là mất hút. Đó mà hay là những cái cổ phiếu hoa phát đi, giảm có 1.2% volume gần như là mất hút thì thường dường như á, những cái tổ chức mà cầm những cái cổ phiếu này á, họ vẫn đang chịu trận chung với nhà đầu tư họ không có bán vì nếu như mà họ bán á anh chị sẽ thấy là những cái dãy khối lượng bán ra kỷ lục lắm ví dụ họ phát hồi xưa nè họ bán là những cái cây volume rất là to rất là khổng lồ đó chính là những cái lúc tổ chức họ thoát hàng nhưng mà anh chị nhìn đi cái khối lượng của những cổ phiếu này á nó đang giảm dần chứng tỏ là à nhà tư nhà tư cá nhân bây giờ mình đang rất là sợ mà thường á nhà tư cá nhân mà theo đám đông mà sợ thì đôi khi đó là một trong những cái lúc mà thị trường rất dễ cân bằng để mà phục hồi đi lên ha một vài cổ phiếu khác lấy ví dụ anh chị TNG này À, giảm một phần trăm quay về test quanh những cái vùng giá này vì đây là một trong những cái vùng nền của nó một trong những cái vùng giá vốn thì khi mà nó đã về những cái vùng giá vốn tổ chức phải gì phải vào để mà đỡ giá những cái vùng này thôi tuy nhiên một số cổ phiếu khác nó lại bị bán mạnh ví dụ chứng khoán fts đi nó đạp sàn đúng không nó gần như là nó đạp y chang cái phiên ngày hôm thứ ba anh chị em đây nó, nó giảm y chang cái phiên ngày thứ ba này nhưng mà nó quay về những cái mức giá thấp hơn thì nó đè về cuối phiên nó đè cái này thì làm cho anh chị mình hẳn lại tôi nói khá là nhiều nhưng mà nó cũng quay về những cái vùng nền một trong những cái điểm xuất phát của cổ phiếu thì kiểu gì kiểu ở đây nó cũng sẽ có những cái vùng phản ứng giá những cái vùng phục hồi lên cts cũng như vậy nè đấy quay về những cái vùng nền test lại một khối lượng bán cũng tương đối là khá là cao đấy thì nó phải dùng dần dùng dần ở đây một khoảng thời gian một giai đoạn trước khi bắt đầu có những cái những cái nhịp bán cái tiếp trong hợp xấu nhất đi thì nó phải kéo giật lên giật xuống hai ba đỉnh này trước khi nó bắt đầu nó rơi nên là nếu như bây giờ anh chị chưa xử lý cổ phiếu thì mọi người chờ bình tĩnh đừng có quá hoang loạn đôi khi không hay còn những anh chị nào mình đang bị tâm lý hay những anh chị mình đang bị căng mà á thì trước mắt anh chị phải hạ hạ mà xin 10 phần trăm 20 phần để cho mình nhịp, mình thoải mái cái đã mà khi anh chị không thoải mái thì anh chị không làm không không phân tích được gì đâu. HCM này giảm 4.6% quay lại những cái vùng nền của cổ phiếu rồi. Anh chị hình dung này, trong 3 ngày mà dường như là cổ phiếu nó chiết khấu ở đó khoảng 12%, nó đạp rất là nhanh, rất là khốc liệt đúng không? VCI này. đó, đó giảm bao nhiêu phần trăm? Giảm 18%, mà trung bình á, anh chị cứ tính đi những cái cổ phiếu mà nó giảm ở đó khoảng 15 đến 20% á là một trong những cái nhịp hồi phục sẽ có những cái nhịp hồi phục này giảm 20% có những cái phiên hồi phục này à, mọi người cứ xem trong quá khứ nhiều lắm những cái giai đoạn mà thị trường đã chiết khấu 10, 15% rồi này nè. nó đó là 19 hay chưa 20% này thường nó sẽ có những cái nhịp phục hồi ngược lên trở lại nên là nếu mà bây giờ anh chị vẫn còn đang cầm cổ phiếu á anh chị bình tĩnh đừng có quá hăng mang vì em thấy là cái độ chiết khấu của thị trường nó chiết khấu của cổ phiếu nó cũng tương đối là nhiều rồi đấy nè, cổ, giảm 20 mấy phần trăm này phục hồi ngược lên nhiều lắm anh chị em BSI này BSI này giảm cho 6.1% quay về đúng về những cái vùng nền rồi. Và hiện tại cái mà chúng ta cần đi phân tích nhất á, nó không phải là cổ phiếu đâu anh chị em mà là phân tích gì phân tích về thị trường và tâm lý vì khi thị trường hồi các cổ phiếu nó đều phục hồi chung à, đặc biệt là trong cái uh, phiên ngày vừa rồi những cổ phiếu bất động sản nó vẫn tiếp tục bị bán nhưng mà anh chỉ nhìn những cái cổ phiếu Dg nó quay về những cái vùng giá vốn đây là những cái vùng tích lũy của tổ chức này nó quay về những cái vùng giá vốn đúng không mà quay về khối lượng bán của nó cũng có một cái sự suy giảm dần đi quay về những cái vùng giá vốn thì ở đây sẽ có những cái lực cầu vào để mà gì để mà phục hồi ngược lên trở lại nếu như mà thị trường của chúng ta rơi thị trường Đạo trên đó trên nó phải có những nhịp gì những nhịp hồi phục kỹ thuật nó rơi nè nó hồi phục kỹ thuật để làm gì để nhốt nhà tư trên đây sau đó nó mới rơi tiếp rồi lại hồi lên nè rồi nó nhốt nhà tư trên đây rồi nó mới rơi tiếp chứ không có câu chuyện mà nó cắm đầu nó rơi cái vụ ví dụ đích mà quay về những vùng giá 20 đâu nhưng mà em thấy bây giờ tâm lý anh chị mình đang rất là sợ nó giống như là bị tự kỷ ấm thị á tức là khi thứ nhất những nhà tư bán cổ phiếu ra anh chị sẽ nghĩ rằng à thôi bán ra rồi thị trường về đâu trên tôi mua thứ hai là những anh chị mình 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 thấy thị trường nó giảm hai phiên liên tiếp á, anh chị sẽ nghĩ là ừ, thị trường nó giảm mạnh như vậy thì nó sẽ cắm đầu rơi về 1050, rơi về 1000 chẳng hạn. Nhưng mà thị trường này nó luôn đúng và những cái dự đoán của của những nhà tư cá nhân á thông thường là gì? Là nó không chính xác và cái chúng ta cần phải tập trung là phân tích về thị trường giả sử nha trong cái phiên ngày thứ sáu hoặc là cái phiên ngày thứ hai á thị trường mà nó kéo dịch ngược lên đây nè nó tăng ngược lên 20 30 điểm ở đây nè thì em tin rằng nó không ai không ai còn nhắc về cái câu chuyện là thị trường nó sập nữa mà anh chị sẽ quay lại một cái bài toán là em ơi mua cổ phiếu gì em này, ví dụ đây trong giai đoạn trước tháng 9 nó rơi nó rơi về đâu nó rơi về những cái vùng giá vốn của tổ chức này rơi về những cái vùng giá vốn này thì kiểu gì kiểu nó cũng sẽ có những cái nhịp phục hồi này có những cái nhịp phục hồi rất nhiều những cái cổ phiếu mà hiện tại em thấy nó nó rơi một cái mức chiết khấu khoảng mười mấy hai chục phần trăm ví dụ Novaland này, nó quay về những cái vùng này rồi quay về những cái nỗi xác nhận của nó rồi thì kiểu gì kiểu nó cũng sẽ có những cái pha phục hồi và anh chị cần phải đánh giá à, với những cái cổ phiếu đầu cơ thì nó giảm sốc nhưng mà khi nó phục hồi nó cũng phục hồi tôi nói khá là sốc thì lúc đó chúng ta sẽ đánh giá cân đo đong bếm đo coi thị trường nó phục hồi lên được bao nhiêu thì lúc đó anh chị hãy hành động với, với, hành động với cụ thể với danh mục rồi BBD nó giảm 5% quay về đâu quay về cái vùng nền hỗ trợ này quay về những cái vùng nền hỗ trợ của nó rồi nhưng mà bây giờ anh chị mình đang bị đè nén tâm lý rất là nhiều nên là thứ nhất anh chị cần phải bình tĩnh ha bình tĩnh và với những cái cổ phiếu như dầu khí á nó mới xuất phát đi lên đâu đó khoảng bao nhiêu phần trăm 14 phần trăm thôi anh chị em đây là vùng nền tích lũy 52 tuần xuất phát lên được khoảng 14 phần trăm mà ở đây mà nó bị bán tháo như thế này á thì chỉ có một cái sự kiện thiên nga đen đấy những cái sự kiện thiên đen liên quan rất là căng thẳng trong nước thì tổ chức họ mới xả trận ở đây mà nếu như mà trường hợp xấu nhất đi họ xả trận ở đây á, thì kiểu gì nó cũng phải có những cái nhịp phục hồi đó nè à, gọi là những cái quả lbsi -E, những cái quả tái phân phối trước khi nó bắt đầu nó rơi trước khi nó bắt đầu nó rơi thêm một nhịp nha và hiện tại những cổ phiếu này nó đang quay về những cái vùng nền rồi nên mà để mà bán tháo ở những cái vùng này thì nghĩa là không hay chưa 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 vội đừng nên bán tháo vào những cái vùng này nữa mọi người hãy kiên nhẫn thêm một tí nữa ha chờ những nhịp phục hồi á lúc đó sẽ là những cái thời cơ những cái thời điểm anh chị mình xử lý nó sẽ hay hơn S&P này giảm 3.6 phần trăm quay về những cái vùng nền này, khối lượng nó thấp Những cổ phiếu này đây là tích lũy nó mới đi lên thì để ở đây mà nó phân phối kết thúc cái chu kỳ thì em nghĩ là hơi hơi khó đúng không chỉ có sự kiện thiên cái đen thì thị trường của chúng ta nó mới bị bán tháo như thế này thôi đây là hai giảm 2.1 phần trăm quay về test những cái đáy cũ đây cao su giảm 1.6 DRC giảm 1 phần trăm à. VTB phân phối rồi NT2 tv hai à, TV2 tăng 105 phần trăm những cổ phiếu nó rơi trước nó cân bằng trước con này nó phân phối này. nó rơi trước thì bây giờ nó cân bằng trước thị trường giảm nhưng mà anh chị thấy nó quay về những cái vùng giá vốn ở dưới của tổ chức này thì kiểu gì kiểu nó cũng phải đỡ giá lại thôi tức là bây giờ anh chị mình đang thấy là thị trường nó giảm mạnh quá nhưng mà anh chị hãy đo nè khi một cái cổ phiếu mà nó đã chiết khấu ở đó khoảng 15 15 20 phần về những cái vùng nền đó, thì đôi khi đó không phải là những cái thời điểm anh chị bán nữa 17 rồi những cái cổ phiếu nó quay về những cái vùng nền rồi đó nhưng mà khi mà cái chiều hướng thị trường nó đang xuống đó, anh chị sẽ cảm giác là thôi mà nó xuống này nó có khi nào nó cắm đầu nó nó về không không Đấy, đó là cái tâm lý chung mà em rất là hiểu em rất là đồng cảm với anh chị em ví dụ những cổ phiếu là CG đi giảm bốn trăm phần trăm quay trời ơi, anh chị nhìn trong vòng hơn một tuần giảm 22 quay về những cái vùng phía dưới khối lượng bé tí chỉ ở đây những cái giai đoạn hoảng loạn ấy, những cái giai đoạn tâm lý ấy, mà thường thị trường đang ở trong những giai đoạn tâm lý ấy, thì mọi người gì mọi người hãy bình tĩnh đó mọi người phải xử lý cái cảm xúc trước mọi người phải xử lý cho cái tâm lý mình ok cái đã rồi anh chị mới hành động thêm chứ tránh cái tình trạng là gì à, mình bán ra xong á anh chị bán hết ha mà thị trường nó phục hồi ngược lên trở lại anh chị quay trở lại anh chị mua chính cái nhịp test là lúc đó là chị chị có gì chị có chị có khóc rồi chị biết làm gì thế nào ha rồi và đối với em á thì những cái nhịp này của thị trường nó mang cái tính chất rủ bỏ nó mang cái tính chất ép tâm lý nhà đầu tư và anh chị hãy chờ những cái nhịp phục hồi ví dụ nha ba kịch bản này nha kịch bản mà khả năng cao em đánh giá là trong cái phiên ngày thứ sáu hoặc thứ hai thị trường sẽ có những cái cú hồi phục lên đó và anh chị muốn xử lý anh chị chờ những cái nhịp hồi phục hồi phục của thị trường đó để anh chị mà xử lý rồi kịch bản số 1 á, là thị trường không nhâm nữa cân bằng volume thấp tại sau khi mà thị trường nè cái xác suất cao nghĩa là thị trường rơi vào kịch bản 2. và nếu như mà kịch bản hai nó không có thì anh chị chờ cái bảng một tức là bây giờ nhà tư mình ảm đạm với thị trường rồi, giao dịch rất là thấp rất là chán nản thì thị trường sẽ bước vào cái vùng cân bằng quanh những cái vùng 190 Nhưng mà nếu mà thị trường mà nó cân bằng quanh những cái vùng này á thì uh, giai đoạn sau thị trường sẽ hơi yếu. Vì sao? Vì tổ chức họ không ăn hàng giá cao. Còn nếu như mà tổ chức nó ăn hàng giá cao ở cái vùng ở đó khoảng uh, phục hồi lên đây nè lên 1 hai trên đây nè nó phục hồi lên trên đây thì cái dòng tiền này dòng tiền tổ chức nó chấp nhận ăn là hàng giá cao á và sau đó nó test lại thì cái nhịp sau của thị trường nó mới nó mới mạnh còn cái kịch bản số 3 là kịch bản không ai mong muốn là thị trường nó tiếp tục rơi luôn thì sao em thì nếu mà thị trường ở đây nè, nó tiếp tục nó rơi thì anh chị thu quân vì sao vậy vì thị trường nó hồi nó bị bán tháo một cây như thế này mà sau đó nó tiếp tục nó rơi thì đó là cái sự kiện thiên nga đen À, mà khi mà thị trường của chúng ta có những cái sự kiện thiên nga đen á thì trước mắt là anh chị cần phải gì cần phải thu quân chờ có khi nào thị trường nó cân bằng còn nếu mà thị trường nó không phải những sự kiện thiên nga đen và nó cân bằng phục hồi được thì anh chị vẫn chinh chiến tiếp với thị trường ha rồi và đó là những cái quan điểm của em về thị trường trong uh, tuần sau trong phiên ngày thứ sáu và trong phiên ngày thứ hai thì em sẽ cập nhật và chia sẻ cho anh chị liên tục và anh chị nào mình chưa tham gia room cộng đồng có thể quét mã qr code bên góc trái để mà cập nhật những cái thông tin trong phiên còn nếu anh chị mình thấy video ngày hôm nay hay bố thì có thể ủng hộ một cái nút like đăng ký kênh ha cảm ơn cả nhà rất là nhiều và chúc cả nhà có một cái ngày nghỉ lễ thật là bình an và chúng ta chờ đợi cái phiên phục hồi của thị trường trong phiên ngày thứ sáu và cái phiên ngày thứ hai để anh chị có thể là xử lý với một nó dễ dàng hơn rồi xin chào tạm biệt cả nhà rất nhiều